Hello, chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Tèo Vlog nhé. Giống như ghi tiêu đề video thì hôm nay mình xin phép mở hộp một số cái hoa cụ mà mình đặt mua. Thì những cái hoa cụ này thì mình đặt mua ở cái shop hoa cụ Lỗ Store. Thực ra thì mình cũng chả cần quan tâm, mình cũng không quá quan tâm đến cái shop nào đâu, nhưng mà mình quan tâm là cái hàng của mình mua là cái hàng xịn đấy và được đảm bảo. Đấy. Mình cũng có một số điểm ghi nhận ở shop là cái đóng gói của họ cũng khá là cẩn thận và chỉn chu, vì mình đặt hai món hàng nhỏ mà cái hộp to này là biết. À đấy, thì mở ra là các bạn thấy là có một cái tấm postcard tặng kèm khách hàng. Mình cũng rất thích mấy cái này. Hai là đây, cái nhỏ nhỏ này đấy, là được bọc mình mua là có hai hộp phẩm, thì cả hai đều được bọc trong cả cái hạt rồi nhựa không khí chống sốc rất là cẩn thận. Này, bắt đầu từ bọc ra nhé. Nhìn cái này chắc là cả bằng chưa biết cái gì đúng không? Đấy, đấy là cái hộp mochi Prisma Color của 36 màu. Đấy, còn cái thứ hai này là một cái bút chì này là bút chì Pentel, cái mã bút chì là Grab Gear 500 Pentel của Nhật nhé. Còn mình thì cứ hay gọi bút chì này gọi là bút chì cơ khí, vì thường là các cái bút chì này thì các cái nhà bàn cơ khí kiến trúc thì nó hay dùng, còn hội họa thì dùng cũng rất là ok, nhưng mà có ít người dùng hơn. Thân bút chì làm bằng sắt thép, khi nào có video, khi nào mình sẽ làm một cái video kỹ hơn để thử và trên tay bút chì này các bạn nhé, đánh giá bút chì này nhé. Đúng, về cơ bản thì bấm thì rất sướng. Cái thân dưới thì là làm bằng thép, cầm rất là đầm tay. Mặt trên thì thân trên thì tôi thấy làm có vẻ là hơi nhẹ, khả năng là bằng nhựa, thì để hôm nào thì mình check lại. Còn cái đeo thì cũng là bằng thép. Đây, tôi đã quay cận cảnh. Grab Gear 500. Đấy, cái bút chì của mình là có cái ngòi là dùng ngòi chì là ngòi 0.5. Ở đây các bạn, tiếp là mình xin mở hộp ba cái hộp chì màu. Đấy, cái hãng là Prisma Color của Mỹ nhá. Đấy, mình mua giá cũng đắt đấy, khoảng gần 1 triệu. Đấy, thì các cái hộp các chì màu thì đừng đóng một cái hộp bằng sắt. Đấy, tôi tay cận cảnh hộp màu chì màu này thì được sản xuất ở Mexico. Đấy, có 36 màu. Đấy là chì màu hàng họa sĩ ở bạn nhé. Ngày xưa thì tớ cũng hay mua các cái loại chì màu, nhưng mà có thể của Đức, Nhật, là Việt Nam, Trung Quốc, nhưng mà hồi xưa không tìm hiểu nên là có vẻ cứ nghĩ là nước xịn đi dùng màu xịn, nhưng mà không phải các bạn nhé. Màu chì nó cũng chia làm các loại là hàng sinh viên, hoàng họa sĩ, hoặc là các cái loại dễ vẽ không thì phải tìm hiểu, thì các bạn mình mua được những cái màu chì mà dùng phù hợp và dùng sướng các bạn nhé. Đây, trên này thì có các cái thông số. Đấy, bây giờ tới xin phép mở ra. Wow. Đây, thì trong hộp chì là có sẽ có các cái lớp đựng chì màu này. Đấy, lớp trên cùng thì màu thêm về, không biết là sắp xếp theo quy luật thì không, phải có màu xanh nha, vàng đỏ. Lớp thứ hai thì lại có vàng xanh đỏ tím hồng gì đấy. Thì có tất cả là 3 lớp, mỗi lớp là 12 màu. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn.